Hello, xin chào tất cả em, gọi lại video câu cá tránh nắng tôi em nhé. Thầy nhé. Anh lội xuống anh lấy cây to to kia lên để đẩy nó tận ra ngoài kia. Chú đang lấy lên luôn. Đâu lấy được. Ra lấy đi. Lôi ra đi coi là khắp. Lôi ra đi. Anh Cương. Lôi đi em này. Cả em đôi. Rồi lên lôi. Anh làm mất em rồi. Cương ơi. Trời ơi. Nó thật là chơi game kiểu hay cảm ngủ. Trả đôi là. Anh Cương ơi. Cái này đủ đủ chơi gái. Tao lấy mày đâu? Trời em gái. Anh chơi thì anh sẽ vãi bỏ cái anh nào mất tiền nhỉ? Kê đủ chơi gái nhỉ? Kê đủ chơi gái nhỉ? Đấy mẹ nó còn bẻ còng luôn đấy. Mẹ tao không biết nha, còn thằng nào thằng đấy cầm đây nha, thì mẹ mất là bảo tao. Em đưa anh cầm rồi đấy. Ủa, em nhiều đâu mà em phải để vào đâu? Cái này đủ chơi gái nhỉ? Thì em được về để vùng bằng cái túi. Đang là bé ôi nhiều lông đấy. Đủ học thôi. Đâu đâu. Vãi lột. Không, xem từ rim ấy. Anh Cường nhiều lông vãi. Gãi em. Đi đây. Các bạn ơi. Anh Cường nhiều lông lắm. Mẹ kia mà đi quảng cáo. Lông phải dài bằng một sợi lông lách. Lông lách. Cá rồi. Đi đi đi. Lông phải anh Cường nhiều lông lắm các bạn ạ. À. Lông phải dài bằng một phải dài bằng cái chi. Có cái lông có cái lông lông bằng mặt trời luôn anh em. Cái bằng như kiểu lông gà lông vịt đấy. Ờ đúng anh. Bừng lên nào bác ơi. Kiếm gì? Sao kiếm gì rồi? Ơi. Đi quê rồi không? Hùng đi quê kia cho xuống. Nước nó lề hình chuột. Úp nó vào kia rồi Hùng ơi. À Hùng ơi Hùng. Úp nó vào chỗ cuối kìa. Hùng ơi để xuống rồi anh lướt. Lướt cho mình nước đi ăn luôn. Như cái đầu bùa rồi. Vâng. Nóng không? Vâng. Thịt mẹ nhìn lại người xem không? Có gì mua gì không? Địt mẹ mời. Được không? Này mẹ. Em nữa rồi. Đúng không? Em chẳng hơn. Ở đây ấy. Tao chẳng nhót. Một phen. Xem đây. Đây. Tao chẳng hơn. Chưa. Ai chẳng hơn? Đây được chưa? Đây được chưa? Đây được chưa? Đi đi cho mày đen. Đây. Xem đít nhá. Xem đít này to. Đít cái mẹ chó. Thôi đi đây, giấu đi mày đâu. Đít mày đâu? Thôi thôi thôi. Bốn mùa quá. Đít nhá. Bố mày thông cho phá chim luôn. Sao người ta bầu luôn. Bầu thì mày chịu chứ. Đi em với anh đi đi. Rồi. Đâu. Đi em rồi. Mẹ. Trời. Mày đi nhớ. Cười nha. Cố cố cố. Cố nha. Cố chịu cố chịu. Cố chịu. Chơi là thế đây. Nhưng ở lớn lên mày chơi vợ mày. Mẹ đang thì nó lên lượt nó phải chỉnh. Mẹ mấy thằng kia nó chơi no rồi về nó mới cho mày. Cháu ăn một cọng chinh thẳng. Mày muốn phá chinh ấy, mày phải yêu từ bây giờ, mày giữ lên từ bây giờ. Nếu hôm nào nghe nó bảo là em đến tháng mọi người lúc đấy phá. Lúc đấy là? Lúc đấy mày bỏ không được. Bỏ gì? Bỏ. Bỏ vợ. Theo, tay á? Bỏ vợ theo người đi yêu đó. Bỏ vợ theo bồ. Bỏ vợ theo người yêu. Ê, vượt đi. Gai. Chiến với anh bây giờ. Cái bọn từ gọi là cái bọn từ lớp 6 trở lên là đéo còn con nào có chinh nữa. Cứ từ lớp 6 cứ vào lớp 6 một cái là mất. Thế người yêu cũ bằng Tuyến hay mà. Cũ nào? Người yêu cũ thằng Tuyến này. Nghĩa là con nào nhỉ? Cái lúc mà nó bỏ tiền nó đi gắm sừng kìa. Ừ. Còn đấy 26 bằng tuổi à? À đâu? 27 27. Anh bè một trường con lấy mẹ phá chinh nát rồi. Nát chinh. Rồi. Anh Cường ơi. Cười. Nói. Nói. Xịt mới đâu. Gái em đây này. Tao
Anh cứ cho lông ra đi, cho lông cho bạn xem. Đéo thấy không? Đâu? Ôi, các bạn ơi, nhìn lông anh Cường ấy. Dài bằng cậu lông tơ rồi. Ê, cậu lông tơ rồi. À. Lông tơ người ta lông, lông tơ nó như ở bụng này này. Chỉ người ta bảo cái nó mọc lên theo này này. Đây lông tơ như ở mẻm này này. Cường. Mẻm mấy cái lông ở mẻm này. Cái em không có rồi. Ê. Thế em không có rồi. Nhìn đây. Ây da. Ây da. Ây da. Phải to đi dài cho người đấy Cường. Tại đấy nó đang đứng. Cho anh Cường nhìn bố nó mới hẻo. Nó đang Cường. Ê xuống. Của thằng Lâm này. Nơi của thằng Lâm. Mất một hạt. Thầy vẫn đủ hai hột trứng trái mà. Đưa xuống. Ê ê ơ ơ. Cường mất mẹ quần đấy đi. Để cho nó đi chân chuồng đi. Gặp mấy chị ở cửa. Nhìn nè. Ôi thưa. Thường. Anh này anh nào. Anh đã làm không? Cho hàng cái máy quay mà quay được lũ linh. Đéo nhìn cho ai trong cái lũ linh. Đâu rồi? Trong cái áo ấy. Của tao. Mẹ con này, thằng đấy lấy mẹ hai đôi. Ai? Bốn chiếc. Một đôi thì mẹ dùng thoải mái rồi, con thích lấy làm gì nhỉ? Ở nhà ra con lấy chim. Nữa. Đấy chị bên công luôn. Đi về đi bố. Thế nên nó bảo đéo đi mồm. Mấy kiểu nói cho nó. Ừ. Hàn Quốc ba cao su phải bằng cái nơi đó anh cùng không? Điền Hàn Quốc nó không bé bình thường của mình thôi. Bối của... Nó bằng cục gạch. Ừ, không, Nhật cũng bé thôi. Tây ấy, cho. Ê, ui, mẹ mời. Vừa cho anh cửa. Ai biết rồi. Nào! Mày là muốn tao tuột quần cái gì? Thằng này! Em nhúng cháy. Cháy của người ta. Thôi nhớ nó. Bỏ lên đi giờ. Nhớ đi. Mẹ mày. Bỏ lên cho cô. Hay vậy. Thế này hay lắm. Cảnh cho tao. Bỏ lên cho cô không? Hay là bố mày thông cho mày. Bỏ lên cho cô. Cho mày chạy trước 2 mét. Ôi ơi. Qua chứ được. Cho bỏ lên cho cô. Nhớ lên. Anh không chúng mày quay mẹ bảo thế à? Đúng chưa? Đúng rồi anh. Mày ta đang ngồi thuyền. Thuyền nóng trên mẹ luôn. Thôi anh tôi thôi. Giờ mình ngồi thuyền ở biển đó nhỉ. Cắt luôn. Rồi mai giờ tôi thuyền đâu. Ngồi lên đến nơi đi. Mời mà ngã vào bụi nơi thì mời
đấy mẹ tẹo chứ không biết tì tì. Nó tẹo khác, nó đúng nó khác. Anh Cường ngồi im à? Anh Cường ngồi im à? Anh Cường ngồi im à? Để em làm bạn nhún. Thôi chứ. Thôi được. Tôi ra cho mày làm bạn nhún. Xong để em tên yêu em vào đây. Chắc được. Không. Nhi. Nhi. Chắc anh hiểu rồi đấy. Nhi. Điều lên màu. Đây, xong cho. Tôi chắc tôi là bạch nhú. Anh đây, đây em mượn MV ở đây rồi. Em Vinh người yêu em này. Mọi người yêu mời á. Em mặt người yêu mời. À đây là bộ lông. Lông vui. Ý, tôi chụp ảnh người yêu mày, mày về em là người yêu mày. Sơn đây cứ mày làm bạch nhú mà chơi. Chết cụ em này. Sơn, bạch nhú mà chơi. Xem như cho. Thôi thôi. Anh còn ra một bẻ cốc. Đôi em. Đi ai làm gì cho mày đâu nhá. Sang sang đi với nhận nồi đi. Cơ làm từ tí với nhận nồi không? Chịu. Này, yêu cái tên này đúng không? Đây em sáng lên kín tay. Chịt mẹ. Đau. Đau già khổ chịu. Không, không. Em mà đang chơi rồi. Mẹ gái bỏ lên. Gái em đây em chơi không anh. Tôi cho mày 2 giây. Đợi 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 đợi. À đợi đợi đợi. Còn chưa ok. Đợi. Mẹ mày. Đây. Tao mới đi xong à? Hồ báo với nhỉ. Tao cho mày 2 giây chạy trước. Dạ, dạ, dạ. Rồi. 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 Mày này. Em làm. Em làm. Em làm. Em làm. Này. Mày còn lần sau thế nữa không? Không. À. Chưa chứ chưa? Rồi. Bố thông thật đấy. Lên. Quá lùn. Xe vào. Em đang đi xăm này chưa này. Đi xăm con mẹ gì đấy. Sao em bao la. Thế giới này bao la. Nhanh lên. Mày đi làm không? Nó chửi đấy. À đi mẹ mày chửi à. Nó chửi thầm đấy. Không chơi nữa. Không chơi mày nhanh lên. Không. Cho 2 giây chạy trước. Thôi, chơi vào. Chơi. Chưa được. Rồi. Mẹ phải về. Mẹ này. À, anh cơ, em mượn cái của anh. Tay phải tay hình tròn, tay trái tay hình vuông. Nào. Dạ. Em chơi một tí còn được không? Không, đẹp chưa? Nó rách áo tao. Như này cơ. Không cái gì. Dẫn đi em, anh cầm cho. Nào đi thuyền này. Trời ơi. Đây. Tiếp đi. Ra đây, ra đây. Đó. Ngồi em. Mẹ về như đứa đổ. Chơi chơi không? Ok chưa? Chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. À có chưa? Trở ra mạnh đấy. 1, 2, 3. Ngồi dậy. Từ đó em chưa mở rồi. Ngồi lên trên tí nữa. Mới kẹp chân nữa. Ngồi, ừ. Từ từ. Anh đang lấy tinh thần. Cứ từ từ thôi. Lúc đầu phải nhị chứ ra anh Cường ơi. Mới mớm thì mình phải nhị. Thế không? Bình thường. Để em là cái điều khiển nha. Hơi hơi mạnh mạnh. Mạnh. À thôi thôi. Dương đi Sơn. Từ từ. Đây là cái cảm giác mạnh nha.
Dịch lên. Khoan, phải bọn em là khách xua lịch đi. Vé, vé, đưa vé đây. Đưa vé. 5 triệu. Rồi, cầm máy. Dịch lên. Đủ chưa, thắt dây an toàn chưa? Dịch lên trên này đi mẹ mày. Có chân lên nào. Mẹ dịch lên, bỏ chân. Mạnh tí nữa. Mạnh tí nữa. Mạnh tí nữa. Nó cuối đi. Mạnh tí nữa. Mạnh tí nữa. Hết cơ. Nhưng mà ngựa ấy. Nhưng mà ngựa. Dịch lên thì ngồi đấy đem được đâu. Nhưng mà ngựa ấy. Kê bật lại đi em. Chị. Chị tí. Thêm. Thêm. Hai tay cầm vào. Thêm. Bình thường. Mạnh ơi. Bình thường. Vẫn nó cuối đi. Bình thường. Bình thường nha. À, thì hôm sau quay làm Huy là ngủ cho anh nha. Ừ. Quay làm Huy là ngủ. Anh cười thử làm nha em nào. Nhưng mà làm nhị nhị được. Ừ. Đừng làm mạnh quá nha. Em sốc ấy. Kì à. Thì có chân. Vào. Rồi. Mạnh. Ui ui ui. Từ từ, bây giờ phải có cái dây buộc vào đây cầm như kiểu phi ngựa ấy. Mệt lắm luôn. Lên cái để bóp cái đi. Đúng rồi. Chân của ta to dẻo như ai quy cực. Như này. Lướt trên mặt anh ta như cơn sao. Chân của... Ê! Ôi! Chân của ta có gì? Tiếp! Ăn tiếp ăn nhún. Tiếp à? Rồi. Mà nó sáng không? Không. Rồi. Tí nữa lên tí nữa. Tí lên. Trên này này mẹ. Rồi. Chưa được chưa được chưa được. Cho tạm nghỉ tí đã. Đây là nhị này. Nhị này. Mạnh này. Hết. Hết cơ. Hết. Cỡ này. Từ từ. Chưa đấy mỏi đấy. Rồi. Nhị. Anh Cường để ý này. Dừng dừng dừng. Chưa tiếp lên Cường. Bắt nút. Anh phải để ý vào đây nhé. Ờ, đây là nút dừng nhé Cường nhé. À dừng đây. Đi đây, bắt vào nút. Cường để ý này. Nhị quá. Ta 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 dừng dừng. Bắt nhú lên cường bắt nhú. Ai chà, bay tí lộ. Này, bay tí lộ. Mở. Nhị. Ơ, dịch lên đây. Khoan, làm lại đi. Quá bình thường. Quá bình thường. Bình thường. Bình thường quá. Tiếp đi, cứ dùng tiếp đi. Cứ dùng. Chơi được không? Mình mày chơi không? Ta làm không? Không. Không phải chơi đi. Chơi một lần đi. Đây là dừng nhé. Ở đây là bình thường. Nhẹ. Nhẹ thôi. Đừng có mạnh quá là được. Ơi, mở cơ mà. Mở đâu? Mở. Nhị. Mày. Bình thường. Hết cơ. Đừng. Anh Cường. Lại. Em làm lại đâu. Anh Cường rồi. Cho nghỉ á. Nghỉ thấy là 5 phút. Rồi. Nhưng mà đừng có hết cơ tật nhá. Nhị. Mẹ mày cái đấy nút dừng. Mở. Dừng. À mạnh mạnh. Mạnh cái đéo gì đang nghỉ quá. Bình thường. Mạnh. Hết cơ. Em. Anh Cường làm đi kia. Lúc nào anh Cường đi mới được xuống nhá. Con chó phải cho Cường gọi nào. Mơ chuẩn bị. Lên đây. Chuẩn bị nhẹ nhẹ một tí này. Nhẹ. Mạnh. Bình thường. Vừa trong bình thường.
Tí nữa với cả thế nào? Chưa dừng, chưa dừng, chưa bật dừng. Dừng đi, dừng. Nhì. Dừng đi. Mạnh. Dừng. Bình thường. Dừng đi. Dừng đi. Đâu tròn cơ. Hết cơ, bình thường. Bình thường. Nhì. Nhì. Dừng đi. Dừng đi. Mạnh. Phải. Bình thường. Hết cơ. Gì mà mệt đeo cái nhún bạn nhún bạn nhún tao cách đấy chui chỗ này mời đi lên nào luôn nhưng bạn nhún rồi nhún đấy không phê đâu anh làm bạn nhún rồi cường phải lấy cái roi đánh nó với cho thế nào ai đóng là dựng mũi cùng ra ra làm hết cơ hết cơ hết cơ mẹ bay chắc ở dưới kia luôn bây giờ tí nữa mà mở lên em bật hết cỡ luôn rồi đến mạnh rồi đến bình thường rồi đến nhẹ. Anh Quảng không nhìn thấy mấy bạn nhắn tin này, anh đang quay không biết đâu nhá. Đá tô ly chơi tiếp. Đá tô ly à? Cường chưa ra chơi tiếp kìa mẹ nó. Thế tại chúng tôi Mac Pro được nâng cấp rồi nhá. Tí mạnh người là cho mày lên tận thiên đường ấy. Tí nữa là nghỉ để làm 5 phút nhá. Rồi. Ngơ. Ê ngơ. Mày. Nhi. Nhi. Mày ơi. Hết ngơ. Nhi. Nhi. Đi nhá. Bình thường. Mày. Mày. Dừng. Hết cơ. Nè. Mới nó là mở đâu. Dừng. Mở. Nè. Nè. Mở nhá. Hết cơ. Mẹ mình nghe bị chưa. Nhớ nhiều rồi luôn. Ta tưởng mình bình thường mà. Ai là sáu mũi à? Lâm, ta tưởng mày bình thường nữa đi. Tôi tiếp. Vừa ấm vào nhỉ. Bình thường. Hết cơ ai chà mày. Quán đều á. Là cho khách hàng. Quán cả giám mạnh lại bảo đều. Mời cái máy máy này không máy may cho mày là cái công tắc này không hỏng hỏng nên là mày hết cơ rồi mày ở trên đấy mãi mãi đó. Tôi tiếp. Thì được. Cho máy hết gì đó. Tạm thời mời cái khách đi chơi cho khác. Đang dùng vật tạch bị mẹ cắm đầu đi. Ây da đỏ đi. Em mẹ một phát lên đây luôn nha nhìn rồi. Tao đạp mẹ. Ý mẹ đập chân vào cái đấy bố mới cười cho. Vô nhảy rồi. Hoài. Sộp. Tầng tầng. Mày muốn chơi như nhảy không? Tưng 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 tưng. Anh cho mày nhảy tận thiên đường luôn. Tưng 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 tưng. Mình ngáo. Phải mày quay được. Mới. Đập đồ đấy nhẹ. Đinh rồi. Mày nghĩ cho mày tốc độ cao không thích. Thích chơi tốc độ thường à? Để mới mò mày lên được. Chơi tốc độ cao. Hả? Chơi bung cao. Dạ cầu trưởng của em ấy. Giờ đi em. Ôi. Nào cô trượt. Cứ mày lúc nào là mày ngồi lên. Ngồi lên này tao nâng. Nào cường ấn 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 ấn. Mày. Đéo nổi à? Nổi chứ. Thương. Thương mà. Hết cơ. Ôi dừng đi. Chưa không nghe thấy. Phải hết tiền hết tiền. Mày. Ôi trả rồi. Dừng. Là đâu khách không
Cho chị cần nắng mạnh như thế. Cương cầm, cầm cầm. Cầm gì? Dạ. Quay. Ai đây? Bà. Ú, xong tự lâm rồi. Em vô ngủ có thả mà. Cương. Lâm đây. Chơi cương chơi. Không, ba xuống không chơi. Nghe không? Ba xuống không chơi mẹ mày. Cho nó về. Nhanh. Ba xuống kìa. To cho cú nhìn lên. Nhanh. Cho không? Cái cây sọc lúc này anh lúc này đâu? Cho anh này hiểu cảm giác thế nào bị này. Phá chân này. Anh Cường. Ba kia cho nó nhanh lên. Cường tóc em màu gì Cường? Ba. Đặt mái này. Mai tôi cả cho mạnh hai vậy. Biết anh đi tắm hay đi đâu về? Ủa? Biết anh mới đi tắm hay đi đâu về? Tôi cảm giác bạn hay nhảy Cường à? Hay mày hay tao có hay đéo đâu. Tao bị tao thấy mẹ mệt. Em bị ngã. Được về chưa? Mấy giờ em hết video. Mấy giờ rồi anh Cường? Ôi áo em đâu? Bà vai. Quảng đâu? Quảng có ở đây đâu mà. Anh Quảng ở nhà mà. Anh đi xe đi đâu mẹ? Vụ mặc áo ba không mặc về ngay. Đang nóng. Nóng chứ bê. Mặc áo đi. Không mặc cái đi ba ngay đi. Chú nghe gì bà vãi? Ăn đóm. Không mặc cơ. Có từ từ đã. Thế nam nó phải từ từ. Nóng chưa bằng cái hoa tải rồi lại. Tao mất cửa cởi chân ra chứ đừng có chạy. Tao mất đâu. Cái gì xanh xanh kia đó hả? Dạ. Cái bao hàng của cháu thôi. Lấy mấy con tay. Ủa em. Anh Cường ơi, cái túi xanh xanh. Cái túi sau đây của em để trong áo anh nha. Mẹ mày im. Không cho về đây nữa. Đôi. Không. Của anh bên nồi. Của em bên nồi. Của em là chú Tô Văn. Của anh là số. Đi trước đi. Mệt. Mày chơi thì vui, mẹ tao mệt. Vui gì đấy? Thế là mày mệt. Đấy. Kể đấy mà vui. Mày muốn cho tao vui thì mày không được bắt dùng. Mày ngồi im. Nếu mày sọc 30 phút cũng được. Đây 8. Yeah. Bao nhiêu phần trăm đi? Số 50%. Cái này cái thứ mới rồi anh Cường? Cường. Cái này cái thứ mới rồi? Biết sao được. Chắc cái thứ 5.4. 5. Ủa? 10:44. Chết được. Cái này là thứ 4. Bây giờ đi em nhảy lên rồi. Ủa? Ngồi xuống tao đố mày nhảy lên rồi đấy. anh nhìn anh ngã này. Anh em phải xuống này. Nhìn em xuống này. Điền anh cho anh ngã. Nhìn em nhảy xuống nhá. Ngồi xuống nhảy lên cho nào. Nhảy đi. Ngồi xuống. Mệt. Rao nhảy cho. Quần nó kia vì bà mắng chết. 50, mày ngồi xuống người ta đạp vào đây mình cứ nảy nhảy. À, khoan. Tao có cách rồi. Đây. Lên đây mình ngồi đi. Tao lên đây ngồi đi. Lên. Áo của tao mày dập lên dập xuống. Mình ngồi lên cái nơi rồi. Mình lên kia mình nhún đi. Lên cái chỗ gì đó. Tao ngồi chắc chắn là ngồi đấy. Tao bảy mày đi đấy. Ra tận cuối cùng kìa. Như là cái chó đấy. Rồi, ngồi đấy như thế này tao nhảy.
tạm mới lấy cái mà ngồi đi. Ở im nha. Xôn ra Xôn. Bằng đây chắc mày chửi sốc mặt được lắm. Thế nào rồi? Mày ở im ta cho mày bật cao luôn. Đây các bạn đứng im. Đứng im. Không nhé. Là Xôn ơi. Xôn ra. Chút nào, của em một thằng lớn một cái thì làm gì? Hảo cắt tóc cho mày số đi. Mày em mà cắt gì đấy? Cắt chó gì vậy? Anh số nha. Anh còn đẹp đấy em. Vừa là Nguyễn Hùng về không nhỉ? Đúng về rồi mà. Anh nó vốn đẹp trai rồi, nó không bao giờ xấu đâu. Hộp. Nó sọc. Thôi. lên nóc nhà là bắt con gà, con gà chọc tiết gà, chọc tiết gà, chọc tiết gà, chọc tiết gà, gà, chọc tiết gà. Anh em mình là gà gì? Ai, không. 31 10 giờ 5 năm. Anh dùng 31 lên. Thế cùng kiếm nhà đi. Phục và cắt năm sản. Đi xịt gà lây đi. Đau. Anh em mình là cái gì nè? Anh em mình là củ sủ à? Anh em mình là cái gì? Cái gì vậy? Nhà dây mi. Thôi ngồi thử đi. Dạ. Cái gì anh? Có làm gì đâu, ngồi chơi mày. Rồi dưới này. Hả? Đây không anh cầm. Máy quay không anh cầm, không được tiền đâu. Anh cầm vừa đi. Đi chơi tiếp. Lên đi em. Lên đi. Được mấy cái rồi. Được mấy cái rồi. Cái này cái 15. Đúng đây. Đúng đây. Cho đèn nó sáng lên, mày cứ để đèn tối om ấy nhỉ. Để nó nào sáng vào. Em mua đây anh vì lý do. Mua sắp đây này để đèn nó sáng mà. Lên. Rồi mẹ dạ chú. Lâm anh Cường vừa xuống kia mò cua bắt ốc đấy. Ui cá của Cường rồi. Ngồi đây Cường còn nóng à, chưa còn nóng không? Có. Anh không thấy em à? Chưa tao thấy mát thế này. Mát kìa đó. Mát. Chắc tí nữa mới đổ mồ hôi con quạng ấy. Chắc là vừa ngồi điều hòa ra rồi. Điều hòa gì? Em mát quá. Không biết cầm mấy gì mà quẹt này. Cái mặc của em đâu? Vào. Ai anh thấy thằng Sơn nó chảy mồ hôi không? Mày nó mới bị bà bắt mặc vào đấy. Đấy, mày phải mặc vào thì nó mới không chảy mồ hôi. Mày để thế nó nhỏ chảy mồ hôi. Không, thằng này của em. Không thế mày. Chảy mồ hôi cái mới thả cái áo rồi chứ. Mày đây cái đó làm gì thằng Lâm? Anh Cường cho biết. Đấy, chửi ghê em đấy. Nó có đòi. Chả anh ấy đi. Cậu Lâm thích chửi ghê em. Tao về nhà Lâm thấy ghê em. Tinh à để vào đây. Được. Đánh trống tên mẹ thằng này lúc nãy nó với nó vạch mày được mấy cái hết cái này mới được 5 cái. Hết cái này mới là cái 5 rồi. Hết cái này mới là cái 5 dưới. 5 nhá. 5 rưỡi cơ. Ừ. Mày 6 hơn 6 giờ mày mới đến đây nhá. 6:21 em quay rồi. 6:21 quay. Hết nhá. Cái này mới được 5 cái dưới. Tận 5 cái rưỡi cơ. Vâng, ở cái kia em được 2 hay 3 cái dưới dưới. Cái kia là cái nào? Cái điện thoại Samsung ấy. Thế? Lúc đầu em quay điện thoại Samsung mà. Đúng mà. Kia em được bao nhiêu cái?
Đây nha, mày quay từ 6 rưỡi đúng không? 6 giờ 21. Cho 6 rưỡi sẽ thấy 6 rưỡi đến 7 rưỡi 1 tiếng nha. 7 rưỡi đến 8 rưỡi 2 tiếng nha. Mày bán hoa tay hả Lâm? Hả? Mày bán hoa tay à? 7 rưỡi đến 8 rưỡi 2 tiếng nha. 8 rưỡi đến 9 rưỡi là 3 tiếng nha. 9 rưỡi đến 10 rưỡi là 4 tiếng. Bây giờ gần 1 giờ rồi. Mày 10 rưỡi đến 11 rưỡi mày hết cái thứ 5 này này. DJ. Mày còn chưa được đến cái hết cái thứ 5 rồi đòi 5 rưỡi. Không hết cái này là được 5 cái dưới rồi. Mày tính được gì được 5 cái rưỡi? Đi anh lấy điện thoại. Không cần mày tính, mày tính đi xem nào mày tính kiểu gì mày được 5 cái rưỡi. 1 bằng 2 hay 2 bằng 4 á. Mày tính rồi hả? Tao cho đây giờ mới có 11 giờ nhá, tao cho bây giờ là 11 chưa đến 11, tao cho là 11 giờ nhá. Mày quay từ lúc tao cho mày quay từ 6 giờ đi. Từ 6 giờ đến giờ là được mấy tiếng? Chưa được 5 tiếng. Được rồi. Mà mày đợi mày được 5 ngày rưỡi rồi mày. Cho từ 6 giờ đến 1 giờ được 5 tiếng rồi. Đúng mà. Chưa. Thế nên mày nói đã vui lòng ra. Mày phải đến quay đến cái bỏ cho 11 đi. 11 giờ 20 mà mới được 6 gái. À 5 gái. Hết cái này là thế. Hết cái nơi mới được 5 gái này. Sáng nay quay 5 cái thôi, chiều nay quay 5 cái nữa là 10 cái. Cộng thêm 1 cái nữa là chốt. Mỗi ngày phải ít nhất là 10 cái. 9 hay 10 cái đó. Tao nghĩ quay được 7 cái. 7 cái là 7 cái đúng, 7 cái không được cái này gì. Tao nghĩ quay được 3 cái. Mày quay được 7 cái đúng, anh chả được cái béo gì đâu. Không lẽ chiều nay lại không quay được 3 cái. 3 cái nữa là 8 cái mình được. Cố gắng ơi, rất cương dép rồi, đưa cho dân mới. Lâm nữa. Lâm rồi nhỉ. Đưa nhỉ, đưa nhỉ. Mày xài gì? Đôi. Với quần áo mới. Áo thằng nào cũng xài. Áo kia chẳng quần áo đen thôi. Gì? Đời mỗi thằng Sơn là của ai, thằng Lâm là của loài. Nào. Manchester United đây hai thằng Paris. Anh là gì? Anh không mặc nó không tính. Cái quần như giống cái à? Cả cụ quảng nữa. Kia lạc loài. Cụ quảng nữa. Manchester United còn cái áo thì... áo của đội nào đấy? Anh Cường trên thì Inoman, dưới thì áo của đội pháo thủ. Trên thì Inoman, quần thì dưới thì quần thì quần rách bằng tơi. Thằng Sơn nó đứng dậy, thằng Lâm đứng dậy nghe mình ngã nó rồi. Ngã thế nào được? Lúc kia em ngồi ấy có sao đâu. Nó khá rồi. Câu. Câu ăn to ra khá anh ạ. Hôm qua ăn vô đồng, hôm qua đâu Sơn? Phóng sinh rồi. Mày bị gì á? Bị gì á? Nè. Kéo vải hôm qua. Lúc nãy là hùn rồi. Lúc trượt xuống ấy. Cô Hoàng ơi, lúc nãy là hùn rồi. Cô được hát con cá to. Thằng Huy là ngu. Nó bảo nhé cái đây. Ui, thằng Hùng nhắm mắt coi. Thằng Hùng đâu? Ây, mẹ con chó. Phải đi. Mang đói. Đừng có cho nó ỉa ở đây. Con nó ỉa đó, nó chạy coi. Còn độ 11 rưỡi thì về rồi nhá. Làm gì về tầm khoảng độ chơi mà. Tôi đang quay. À, đang quay mà. Thế chiều nay thằng Huy có học tiếng Anh không? Thế chiều nay em chẳng quay hụ nó à? Độ 2 tiếng. Chưa 1 rưỡi thì quay nhá. Về sạc pin rồi nhá. Mày ăn cơm nhà anh hay là mày ngủ nhà anh hay là mình nhỉ? Anh mà ngủ cùng bọn thằng Sơn rồi. Mình đặt đồng hồ. Anh đâu? Chó ăn cỏ ấy à? Thì anh phải nhỏ luôn nhà nào. Người ta không có công nghệ giống không? Rồi chưa đi đến vào đấy làm gì? Sơn tí về rồi chân tay sạch sẽ rồi nhá. Lắm mày lên đây bảo tắm. Máy tính hả? Ơ về nhanh mà tắm. Máy tính cái gì? Đừng có nghỉ máy tính nhá, anh đang tải máy tính nhá. Đừng có nghỉ. Được nghỉ và xem. Lắm rồi chó ăn cỏ. Rồi xe sạc pin đi nhá. Mấy giờ rồi? Gần 11 rồi. Khoảng rồi. Cô Hoàng mấy giờ đấy? Đấy
mày nhắm mắt lại, mày có bất ngờ luôn. Cường nhớ 11 rưỡi về nhá. Anh bảo mẹ anh là thùng quảng mì tôm nhá. Em ăn tôm hùm. Làm gì ăn tôm hùm cả, cô ăn đến. Anh cùng mẹ anh mì. À, hôm nay mẹ Lâm mang mực ra. Mực gì? Mực. Mực để viết, bơm vào bút để viết này. Không, mực nhỏ nhỏ. Xong rồi cho một quả dưa. Quả dưa? Quả dưa. Ừ, nhớ để ừ. Để đóng hôm một hôm nay đi quay nhá. Ủa ngươi mua chai tương ớt đi, về hôm nay về chúng mực cả. Ngáo. Này về bà không chửi mày ra không làm người. Cái nào? Đúng. Vâng. Không. Bà không chửi mày tao. Cuối tháng anh không lấy lương. Ừ, cuối tháng tao lấy lương. Thế nào? Về Lâm về bà vai là bà vai đừng có chửi con thì anh Cường cuối tháng anh Cường không được lấy lương. À, cuối tháng không lấy lương thì tháng sau tao lấy. Ngu đéo gì đâu, tháng sau anh lấy mỗi tháng sau thôi, còn lấy tháng này nữa không? anh có lấy đâu, anh để đấy rồi đấy thôi mà. Rồi lúc nào đủ tiền anh đi mua rem, mua sờ sáo đi sáo con mẹ. Nó chỉ dài bằng từ chỗ con vịt kia đến em thôi. Đồ bố mình lấy xe còn được đi diều cưới được không? Hả? À, lấy chi mà làm diều vậy? Thì diều mình còn được bay. Diều mình có được bay đéo đâu. Có, đu lên dây. Không, không ai cho đâu. Mình nghĩ là đi thả diều nha, ít nữa cũng phải có chú quả. Vậy, chú quả mà cho đu vào đấy ta không làm người. Tắm cũng không cho nó gì đu vào cái đấy. Điền, mày đu cái đấy lên trên gió thì nó kiểu nén khí. Nước rơi Cường bay luôn đấy. Mẹ, bố mày lấy dây trâu cho mày đớt. Dây thải trâu hoặc dây cát như kiểu lúc nay ở bên kia cũng thả được nhưng mà mình đâu kéo được nó thôi. Dây thảo đấy nó cầm chặt có phải có khéo mình buộc một con đứt điện. Tay đấy. Dây đấy mình phải đeo găng tay, ba cái găng. Nhưng mà găng thì chắc không, chắc không đứt. Kiểu nó khít đấy. Thì mẹ buộc cái cây này nói. Nó nhổ ngay. Cái chê nó còn nhổ được mà. Anh không biết cái con mốc làng nha. Lúc bọn nó thả diều nó buộc vào nó còn lôi đi 5 mét. Con điện như kìa, đấy mà lôi lâu. Cửa điện vào đi. Rồi tí nó cái tạt vào cái dây điện đi mẹ đúng xác định. Đấy, bây giờ treo diều lên đấy, diều nào mà làm mà không bay được treo lên đấy là vừa thả ra. Về edit cắt mẹ dây điện đi. Xôi cả làng mất điện. Cắt trong điện thoại cơ mà. Trong máy tính dây cắt hơn. Điện thoại ấn nút bé bé chán lòn ra. Đây là đi cơ. Cái kia của em. Anh nhớ người đấy chứ đi để. Đây em quên. Mạnh không? Cái kia của em ấy. Em nhú nó anh Cường ra. Cường gà lắm. Anh Cường ra. Mày nhún từ từ thôi. Đéo anh nhảy nhưng mày đều sướng. Bỏ, bỏ chân. Nhún. Bỏ chân. Quá lụt. Vai mị cổ. Mị cổ. Cái thùng đít luôn này đâu. Thôi rồi. Khó hơn. Tôi son bỏ chân à. Anh Cường. Phạm vi mày ngắn mày tập dưới kìa xuống dưới kìa. Mày lùn. Đây vừa kít luôn. Vừa kít luôn mày. Đã vừa đội em. Giờ đâu giá. Trời vừa đủ dưới chân. Mình cho nó đủ diện tích dưới chân đấy mà. Kia giống con chim ấy. Vừa đủ. Thôi. Vừa đủ dưới chân mày. Hết chút nằm. Thôi đéo. Vừa đủ mà. Đó chả chối bên đấy không kêu mình được đâu. Thôi bỏ chân. Rồi mình nằm bên này. Không. Vừa đủ dưới bay chân luôn. Ngủ đi. Thôi không chê nữa. Khổ. Mà xuống nước mà nằm là cái gì chẳng bẩn hết quần áo rồi. Ừ. Chiều nay không được gì phải.
Lười không đôi. Hello. Lười gì? Xôn ra cút. Quay không chưa? Bỏ ra. Ra em lười cái quay. Không lấy. Nào. Quay để chân. Không. Chẳng hay đằng Huy quay thì chiều nay nó nghỉ thì em quay bù nó mê. Tí nữa cái đéo em sẽ về rồi. Tí anh em bật chi cho trời. Hùng ơi! Ai gọi ừ. Kìa? Video này quay bao nhiêu? Nào! Dạ. Một tiếng. Cường ơi, bây giờ video này vừa được có 5 phút, bọn này bảo quay 1 tiếng. Quay video này hết 1 tiếng thôi. Ai bảo? Thằng Hùng. Hả? Thì giờ nói đi, kéo mỗi chơi mình chán lắm, kéo ai nói chứ mình chán lắm. Cường ơi, anh Hồng, Hùng ơi xuống đây. Cái gì? Ê! 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 Này bắt chim không? Thôi. Chim không? Chim cái nào? Tổ hả nói? Bịt này tổ thì đâu vui. Dạ kìm. Ông như con chó à. Ai? Chỗ này chân. Nó mỏ thôi, chẳng ngon nó mỏ đấy. Nó trường nó rút của ông to, nó lém, nó hình như con chim của ông phát đấy. Biết không phát đâu? Nó lém hình rồi mà nó nói thế đó, nhưng mà nó chưa đăng cao thì con hiểu cái mình. Anh mà thế á, sai. Mày muốn thông đi đâu? Thôi thôi. Sơn mẹ, lom dạo này cứ thích thông đi. Cho nó chơi cho cả nước mày tiếp. Tiền dưới đó. Đâu không? Bố mẹ dẹp cái áo đó. Nhìn này cầm đây đâu. Đây ta chanh nước với. Đúng rồi, đây này. Anh có muốn uống nước. Đây nhá, bố ý. Đây kia cam chiên không tới giờ. Chúng ngồi ê khôn thế đi mặc đi tắm anh có về nhà đéo đâu có nhà chú khoảng mà mời giữa anh đi anh Cường có anh một tí nữa mời giữa em đi nữa chắc là một rưỡi không chắc thế bao giờ đi nhắn rủ em rồi chú em đi về cắm máy kia sao quý ta cứ tưởng mấy đồng thôi em bao giờ tôi đi mà hai một giờ đi anh cười quý mi của tao bây giờ đi khác đi anh Cường cỏ mấy anh kia kìa cái bà anh Cường làm trong một cái bà anh Cường Cường hả máy này quay được 4 video thì sáng nay có phải chuyển luôn không không thế nay anh cầm máy này về thế nào anh cầm về chưa chưa thằng Hùng cũng đi học à? Hùng, Hùng ơi, mày cũng học à? Mày cũng đi học à? Cho thằng Huy lại đi học. Đéo được. Mẹ nó bảo đi học. Mẹ đi. Nhằm mà con một ngày sống như thế rồi thì cô ra con cuối cũng có em gì. Ngày chiều này Cường. Ôi hôm Hùng Hùng, mày biết con tên là gì nhỉ? Tên là Cường không? Ra trường. Con nó 206 cơ. Con Nhan. Trang Trang video. Không. Trang đâu con lấy tên gì nhỉ? Trang tên này Kuda. À về về. Mà lại ở điện thoại iPhone nhỉ? iPhone đâu. Con hôm qua tao cho mày xem ấy. Nào? Hôm qua thằng nào xem hôm kia thằng nào xem điện thoại với anh
Cái nhảy. Thằng Sơn. Điện thoại iPhone đi. Con Trang rồi. Chờ chị gọi rồi. Con đấy tên là gì nhỉ? Trang. Trang còn mẹ mà. Nhớ cu bên anh ạ. À. Nó ở bên xóm trọ của thằng Tuyến hồi trước ở ấy. Nó ở dưới kia, nhà nó ở đấy, khu đấy. Phương ơ. Đúng rồi. Phương nó 26. Hello anh. Béo. À oanh phải không? Cô nào? Cô anh. Cho mới gọi là cô, ta gọi là chị. Giao với nhau. Nào, đứa nào? Chú. Thế. Chị. Đứa nào? Ngoài đứa nào? Cô giáo á? Để cái con mô đéo đi gọi. Mỗi gọi cô thì dễ lẽ thì đéo mười cầm mươi. Mười chín tuổi để gọi là cô. Mười chín tuổi? 24. Ở đâu chị đấy ở đâu? Ba Vì á. Sao lại ở Ba Vì mà chúng mày tận ở dưới? Mẹ nó ngu. Nó kìa. Cương chứ. Chị đấy họ gì? Đau quá. Chắc phải cười. Chúng mày nói mà từ hôm trước ra đây thì đéo thấy ở đâu. Bạc ngọt. Ông ngọt thì phải bé ngọt. Ông Hưng. Ông Hưng phải không? Mày em ấy. Mày gọi là cua. Đau. Đau. Nghe nó luôn thường. Chú. Thịt mị mới. Mày đi chúng tao. Ít mẹ ơi. Đi. Đéo lên nữa đâu, mày là tao chứ nha. Mới đưa mày ném ra rồi, chồng ném mày được không? Ừ. Mới ném mày. Tao ném mày. Ê, đít mẹ nó ném ra đây. Thôi, ném rồi mày. Ném mất anh Cương này. Anh Cương được chạy. Đít mẹ mày. Em đóng mày Cương. Anh không đít luôn. Nắm đóng mày. Thôi đít mày. Mày toàn ném tao. Thì nó ném anh đấy. Ô, ném chưa rồi. Ném rồi, em ở đây à? Trốn. Chết rồi. Đá thì đá nhưng mà. Ôi em ơi, em ơi. Thịt mẹ ơi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi em ơi. Ô. Nó lát xuống về cái điểm. À. Hiểu đâu. Lúc nãy đang chiệt chân ở đây, đầu nó bị xước. Hiểu đâu. Này. Ôi ơi. Ta vào đâu? Ai ơi. Nó ơi nó. Ai ơi. Ôi, ôi. Ôi ơi ơi. Nhân đồ nó về nó bị xước lúc kia nó trèo lên đấy kìa. Đó. Ở cái đồ này ở mi này. Ở lông mày này đấy đấy. Đâu lông mày nó bị từ lâu. Ôi đít mẹ mày. À sao gì? Chúng tao lên đồm đấy. Mút cho mày chơi. Lớp mình cười. Mày lấy dao chém bỏ. Một tiếng rồi gửi cho cháu đi. Giờ tao phải ngồi chờ chúng mày hết một hết cái video đấy. Anh tắt chưa? Tắt chưa? Tắt rồi tắt. Nào, chưa tắt nhá. 49 mày là có tao đi xin cho đấy không dọc tính đâu.
Ok. Được bao nhiêu phút rồi? 14 rồi. Của anh 5 phút nữa hết. Đâu? Mẹ. Không tới thôi. Điều có đâu em ạ. Có. Mẹ. Thế nào? Cường ơi, em đố anh làm được như em đấy. Cái gì mà không làm được? Có không tới thôi. Có cái lồn mẹ gì? Nhìn này. Không biết. Cường. Anh làm cái gì? Hả? Mày mua đéo đâu, tao phải trả mày. Không. Cro PSG. Ê, trưa nay về tải Free Fire chơi đi. Tải đâu? Xóa. Tải đâu? Tải anh có rồi, phải tải. Thế tải mấy nơi? Này làm nào làm, mày quay đéo quay được chịu. Này, tao bảo mày á, có cái bài nhập về lẽ, nghe không? Một là một, hai là hai, không nghe đánh chứ. Mười một giờ 12 rồi, bây giờ bọn em đến 27 nữa là được về rồi cơ. 11:27 em tầm 11:30. Mẹ ngáo kìa. Mày thích thằng đi đâu? Mẹ bố mày cắm cây mẹ 50 phân cho mày thấy mẹ mày luôn. Đâu xem đầu mày nào. Hết giờ chưa Cường? Hết chưa? Chưa. Anh Cường ăn không? Quả mày đập ra được thì tan. Bao nhiêu phút nữa? 7 phút. Đâu buổi? Được rồi. À chưa, còn một lớp bên trong nữa. Đấy, lớp bên trong thì có thì ai đều anh nhớ ăn. Đi. Đâu? Bên trong còn một lớp nữa. Nó dính đất rồi anh không ăn. Đây. Nó sạch cho. Đây. Chưa hết, bên trong còn một lớp. Vâng rồi. Rồi, ok anh ăn được. Thôi ăn đi. Thơm phết. Đem thì nó. Làm quả nữa chứ nó máu. Làm quả nữa anh ăn được. Mặc dù anh không biết quả gì. Là quả hạt chè. Và anh toàn đi vặt trộm hạt này này về trồng. Cây gì á? Không, hả? Ở cây gì á? Ừ. Rồi nấu lên uống nước thơm lắm. Mày chỉ đun lên xem mày uống thơm thơm. Mỗi tội là hơi độc thôi. Người ta toàn uống nước chè mà. Đấy. Nước chè chứ không phải là quả chè. Nó lấy lá chè. Phải nhé lấy thân cây chè. Bây giờ mà có hạt chè. Bây giờ mà có hột mít mà ăn thì đánh rắm mày thối. Của anh bao nhiêu rồi? 54. Xem lại em nào. 55. Lên đây đuổi em ngồi dưới một tí. Dạ. Em 18 rồi. Tí nữa tí nữa. 12 phút nữa thì chụp về. Ký ức ấy dù đã quá tàn phai. Cường ơi. Mày nghịch thế. Ký ức ấy dù đã quá tàn. Ký ức ấy dù đã quá tàn.
video tôi đến đây kết thúc, chào và hẹn gặp lại anh em Đức Khanh nha. Hết rồi.